các vị tỳ kheo đều xuống tóc, nhưng sao Đức Phật lại để tóc? Nó như thế này, theo tạng luật của tỳ kheo á, tạng luật của chư tăng sử dụng á, thì chư tăng có thể để tóc nó dài tới hai đốt ngón tay thì mới phải cạo, có nghĩa là không được để tóc dài hơn hai đốt ngón tay, mà hai đốt ngón tay là dài lắm á, hai đốt ngón tay dài lắm. Lý do là hồi xưa không có cái điều kiện như bây giờ, mà cái lưỡi lam nó sáng có, lưỡi lam mà nó mỏng, mình cạo cái đầu nó đẹp được vậy. Đó là chưa kể cái nhiều vị đó do bị dính mắc về hình tướng, cạo mỗi ngày, thậm chí 2-3 ngày cạo một lần, để chi? Để cho cái đầu nó bóng lưỡng. Cái sự đó là cái sự không cần thiết, tự nhiên là chúng ta bị dính mắc. Ngay cả cái chuyện cạo đầu á, thì cũng không có cần phải cạo thường xuyên như vậy. Theo đúng đạo luật thì vị tỳ kheo để tóc không có dài quá hai lóng tay, không dài quá hai lóng tay, thì hai lóng tay nó dài lắm á, hai lóng tay dài lắm. Như vậy là được rồi đó. Và do khi mà Bồ Tát á, cắt tóc bên bờ sông Ni Liên, thì cái tóc của ngài đó nó tự nó xoắn lại, nó tự nó xoắn lại và nó ép sát da đầu, cho nên ngài, và nó không dài ra thêm nữa. Nhớ nha, tóc của ngài từ khi ngài xuất gia không dài ra thêm nữa, cho nên ngài không cần phải cạo. Còn đó là cái phước đặc biệt của ngài. Còn chư tỳ kheo, ngay cả các vị A-la-hán, tóc của các ngài vẫn tiếp tục dài. Và chính vì vẫn tiếp tục dài cho nên nó, khi mà nó dài mà nó gần gần hai cái đốt ngón tay thì vì đó mới cạo. Chứ không có, chư tăng hồi xưa tóc không có phải là lúc nào nó cũng ngắn ngủn như bây giờ đâu. Chỉ cần là nó không dài quá hai đốt ngón tay thôi. Và do tóc của Đức Phật á, không dài quá hai đốt ngón tay, và tóc của ngài không mọc ra thêm, thành ra ngài không cần phải cạo. Còn chư tăng tóc vẫn mọc ra thêm, cho nên chư tăng phải cạo. Đơn giản như vậy.